Sau mỗi buổi học bao giờ mình gửi cho các bạn cái phần bài tập. Sau đó các bạn làm phần bài tập gửi cho mình để mình kiểm tra từng bạn một và hướng dẫn cách làm. Trước tiên ấy, các bạn mình sẽ tìm hiểu phiên âm. Đây chính là bài phiên âm. Bài phiên âm này mình sẽ tìm hiểu hai buổi học về phiên âm. Đấy. Sau khi học về phiên âm ấy, thì lớp mình sẽ học sang các nét chữ. Nét chữ thì mình sẽ chia sẻ phần màn hình đi. Nét chữ thì mình sẽ tìm hiểu này. Thứ nhất là mình sẽ tìm về 38 nét cơ bản. 38 nét cơ bản. Mình sẽ tìm hiểu về 38 nét cơ bản. Đây, phần 38 nét cơ bản đây. Đấy, phần này thì mình cũng đã gửi cho các bạn tất cả đầy đủ hết. Đấy, sau khi học phiên âm xong mình sẽ tìm hiểu 38 nét này. Đấy, học 38 nét này. 38 nét mình sẽ học trong 3 buổi. Đấy, học về 38 nét này. Sau khi học 38 nét này xong ấy. 38 nét này. Thì mình sẽ tìm hiểu sang phần giáo trình. Đấy, phần giáo trình thì đây, mình cũng đã soạn. Đang soạn. Đang soạn. Mình sẽ học học theo giáo trình. Từng bài một. Đấy. Từng bài một. Theo từng từ từng phần một. Đấy, cách viết các nét. Đây, phần này mình đang soạn này. Đấy, từng nét từng chữ một. Đấy. Và học về các bộ thủ. Mình đang soạn này. Đây là thể phông chữ rất là đẹp. Thể phông chữ này rất là đẹp, gồm có bộ gì đấy. Đấy. Quyển này là mình gửi cho các bạn quyển quyển sách in đấy rồi đấy. Có đầy đủ quyển sách in rồi đấy. Mình sẽ học sang phần này. Đấy, các thứ tự theo từng phần và một phần về cái quyển giao tiếp cấp tốc ấy. Đấy, quyển giao tiếp cấp tốc là cái phần mà mình gửi kèm cho các bạn đấy, là có một quyển là quyển giao tiếp cấp tốc. Cấp tốc thì trong cái phần quyển giao tiếp cấp tốc đây, trên cái trang web của mình, trong cái phần trang web của mình, ở trong cái phần trang web này là mình đưa lên một số những chương trình, có nghĩa là và những cái phần video trước, ví dụ như phần học phiên âm chẳng hạn. Đấy, các bạn kích vào phiên âm này thì trong cái phần phiên âm này sẽ ra tất cả những cái phần video mà mình giảng giảng qua, có nghĩa là xem trước mình học cái phần này vào tham khảo, có nghĩa là có thể là xem qua những cái phần này để mình đã đưa lên, các bạn có thể xem qua và tập luyện theo. Đấy. Tập luyện theo. Đây là phần phiên âm này. Đấy, có cách đọc từng phần một. Đấy, phần đọc như nào. Sau chỉ cần kích vào là có thể xem được. Đấy, tiếp theo là về 38 nét cơ bản. 38 nét cơ bản này thì các bạn kích vào đây. Đấy, kích vào đây sẽ có ra nét nào, nét nằm móc này, cách viết này, nét mác bằng này, cách viết này. Đấy, nét cong móc này, cách viết này. Đấy, nét mác móc này, nét hất này. Đấy, có nghe các nét. Đây là cái phần
và 38 nét. Còn phần tiếng Trung giao tiếp cấp tốc ấy, đây chính là cái phần mình gửi cho các bạn, là có kèm theo một cái quyển đấy. Thì các bạn chỉ cần kích vào đây, đấy, phần mục tiếng Trung giao tiếp này, kích vào đây này. Đấy, thì sẽ ra cái phần tiếng Trung giao tiếp bài 1. Đấy, ví dụ như phần bài 1 chẳng hạn, các bạn kích vào đây. Đấy, kích vào đây này. Đấy, kích vào đây. Đấy, kích vào đây này. Đấy, xong rồi Các bạn mở rộng nhé, này. phần video này là mình soạn là chỉ để dành cho các bạn học viên của mình. Sẽ có những cái phần Khi cách mà đọc tất của mình. cả những cái phần đọc là mình sẽ đọc đi đọc lại 2 lần, đấy, ít nhất 2 lần. Đấy, các bạn chú ý là trước khi đọc thì các bạn giỏ sách ra, hoặc là nghe cũng được, giỏ sách ra, sau đó là các bạn lấy cái bút ghi chú những cái từ mà mình chưa biết hoặc là chưa nắm rõ. Ghi lại. Sau đó là đọc, đọc theo. Và đến phần cuối bài giảng, bao giờ cũng có phần bài tập, các bạn làm phần bài tập đấy. Đó. Cũng viết tất cả những phần ra phiên âm. Đấy, viết hết ra phiên âm. Sau đó là quay video gửi để cho mình kiểm tra. Bây giờ mình sẽ đi vào phần cách đọc từng phần một nhé. Đây là phần bài 1 của giáo trình cấp tốc. Quyển này thì chỉ có nghe và nói thôi, chứ không học viết. Quyển này thì các bạn có Từ thể thứ tự nhất học này. được, tự học theo cái video của mình hướng dẫn Ủa. và mình sửa. Ủa. Đấy. Ủa. Tôi, tớ, tao, mình. Nỉ. 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 Bạn, anh, chị. Chào Thúy nhá. Đại từ. Ngôi Thúy nghe thứ tiếng chữ nhỉ? ít. Nhớ à, rồi Thúy nghe nhé. Rồi câu rồi, trả đang đang lời. giới thiệu. Đây chính là cái phần giao tiếp cấp tốc này. Đây quyển giao tiếp này. Giao tiếp này. Tiếp theo này. Rồi đến phần 301 thì mình không học quyển này. Đấy, bắt đầu không học quyển này. Giáo trình Hán ngữ mình không học. Tất cả những phần này đều có những phần video của mình gửi lên hết. Đấy, mình học theo cái quyển này. Đấy, tại sao mình lại hướng dẫn các bạn học theo quyển này? Thứ nhất là bản thân mình ngày xưa mình học ấy, là mình học từ quyển này ra, quyển Tân giáo trình này ra này. Đấy, cho nên là bây giờ những cái kiến thức mà mình học được từ ngày trước ấy, giờ mình hướng dẫn lại cho các bạn y chang như vậy theo cái quyển này. Mình có được như tiếng Trung như ngày hôm nay cũng là nhờ quyển này. Ở trên mình hướng dẫn các bạn. Quyển này, Tân giáo trình này gồm có 3 tập. Tập 1 đây, các bạn nhìn thấy đây. Tập 1 các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây tập 1 này. Tiếp theo đây tập 2. Tập 2 này. Tập 1 thì có 30 bài, tập 2 từ 31 đến 60. Và tập 3 là từ 61 đến 80. Gồm có 3 tập. Đấy, mình chỉ hướng dẫn các bạn một tập 1 thôi. Tập 2 và tập 3 là các bạn có thể là tự học được. Và có khó khăn gì thì các bạn cứ nhắn tin mình sẽ giải đáp. Đấy. Và cái phần giáo trình tập 1 mình cũng đang soạn. Đấy. Thay vì mình soạn theo phần vừa nãy. Đấy. Ở trong này bao giờ cũng có những phần video. Đấy, có những phần video các bạn kích vào đây là có thể nghe được. Nghe được những phần trong nội dung phần bài học. Đấy, và bên dưới là cách viết từng chữ từng từ một. Mình đang bắt đầu chỉnh và làm thành một cái phần ở trong phần bài 1. Đấy, sau đó mình sẽ gửi cái đường link cho các bạn. Hàng ngày trước khi học viết, học các bạn sẽ tập tô tập viết theo những cái nội dung cái chữ. Thì học viết chữ thì 2 buổi đầu mình học phiên âm, buổi hôm nay buổi giới thiệu và buổi tới. Hôm nay giới thiệu và bắt đầu tìm hiểu phiên âm, và buổi tới mình có học về phiên âm, và sang buổi thứ thứ ba là mình bắt đầu sang nét chữ. Đấy, mỗi một chữ viết ra là đều có những cái quy tắc riêng đấy, không phải là cứ đặt bút xuống cứ gạch sang bên nọ gạch sang bên kia là thành chữ, không phải là như vậy. Đều có những cái quy tắc riêng và những cái phương pháp riêng. Bố đang dạy học con lấy gì con? Không, bố không cả. Đây bút bút chì thôi. Đều có những quy tắc riêng để viết được nét chữ. Đấy, cho nên là mình hướng dẫn chi tiết
từ những cái đơn cơ bản nhất. Nhiều bạn muốn học cấp tốc, những khóa trước mình học cấp tốc, mình thấy rằng học cấp tốc thì các bạn có thể nói rất là nhanh, nhưng ngược lại chữ viết thì gần như là không nắm được. Và sau khi học xong cái khóa cấp tốc đấy, học giao tiếp ấy, thì gần như là các bạn không muốn học chữ nữa. Và muốn học thì lúc đấy cái sự nhiệt huyết nó không giống như lúc ban đầu mình bắt đầu ham học. Đấy, vì khi các bạn đã biết rồi, các bạn nói được nghe được rồi, thì lúc đấy là quay sang là thôi thì mình nghe được rồi, mình nói được rồi, mình không học cần học chữ nữa. Hoặc là nhiều bạn mà thôi bây giờ công việc của mình cũng chỉ cần như vậy thôi. Đấy, nhưng mà đến lúc xong rồi mới thấy rằng à bây giờ em muốn quay ra học chữ. Đấy, nhiều bạn bảo bây giờ em quay ra học chữ. Đấy, trước anh cũng bảo rồi, khóa học giao tiếp ấy, khóa học giao tiếp ấy, thì học luôn cả thinh xua tố xỉa, học luôn cả nghe đo đọc viết. Vì trong cái quá trình học ấy, bao giờ mình cũng hướng dẫn các bạn học về giao tiếp nữa, cả giao tiếp nữa. Đấy, học tiếng Trung khó nhất là đọc và viết, giao tiếp thì rất là dễ. Đấy, cái quyển mà mình gửi cho các bạn mình soạn trong vòng gần 6 tháng, có nghĩa là chỉnh đi chỉnh lại, căn đi căn lại, và những cái vốn từ nữa. Đấy, thời gian thực thì chỉ vào khoảng hơn 3 tháng thôi, nhưng mà còn căn chỉnh rồi thêm rồi bớt nữa, rồi gần 6 tháng. Cái quyển đấy hay lắm, quyển đấy cực kỳ hay, áp dụng cho bạn trong công việc công xưởng tuyệt vời luôn. Mình soạn được cả phần danh sách để cho các bạn học. Đấy, tổng hợp tất cả những kiến thức hiện tại là mình cũng đang áp dụng và tổng hợp lại. Tổng hợp lại những cái phần cách viết này, ví dụ như từng phần viết này, đây ví dụ đang chữ nỉ chữ hào này, cái phần bên cạnh ấy, là mình chưa 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 ghi chú. Đấy, sau đó mình sẽ gửi cho các bạn để các bạn có thời gian rảnh có thể vào vào xem. Thế cháu là con mẹ Viễn à, Tiến Đoàn này. Đó, Tiến Đoàn là con mẹ Viễn đúng không? Alo, thì Tiến Đoàn con mẹ Viễn không? Bật mic lên là nói được mà, các bạn bật mic lên là có thể nói chuyện được. Đấy, Thúy này, Tiến Đoàn và con mẹ Viễn không nhỉ? Lần trước mày đổi tên đi. Tiến Đoàn là ai nhỉ? Tiến Đoàn và con mẹ Viễn không? Là ai nhỉ? Phải ạ. Thế cháu tên là gì? Cháu Thắm ạ. À. Thắm đúng không? Rồi, Thắm con mẹ Viễn. Anh em nói chuyện không được lớn, không Thúy bên đấy là tầm này là cũng 9 giờ hơn rồi đúng không? Bên Trung Quốc ấy. Rồi. Ừ, rồi nghe nhé, xong mình hướng dẫn qua. Dẫn qua trong lúc nữa bắt đầu học. Vì hôm nay cũng là buổi đầu tiên đấy, cho nên mình sẽ hướng dẫn tất cả những phần bài giảng ấy, đều gửi cho các bạn để các bạn có thời gian xem trước. Đấy, sau làm bài tập. Cái quan trọng là các bạn làm bài tập ấy. Đấy, sau mỗi buổi học bao giờ mình gửi cho các bạn cái phần bài tập. Sau đó các bạn làm phần bài tập gửi cho mình để mình kiểm tra từng bạn một và hướng dẫn cách làm. Đấy, và sửa sai từng phần một, và đọc các bạn, quan trọng là phải đọc nữa. Đấy. Thúy em chịu khó viết nhá, xíu nữa sau buổi học anh gửi cái phần bài tập, cái nội dung ấy, em chịu khó viết ra nữa. Vì Thúy có một Em thì chịu chịu khó viết, không có sổ. một thiệt thòi Ông là không có giáo trình gửi đúng thì rồi, lại không in được, bên đây đang Covid đúng không? đúng rồi anh, qua Tết em về em lấy.
Rồi, bên Trung Quốc bây giờ đang Covid. Đấy, các bạn đây là gần như có sách hết Đúng rồi. rồi. Rồi, tiếp theo này. À, đúng. Đấy là những cái phần nội dung mình sẽ tìm hiểu. Tiếp theo là hôm nay mình sẽ bắt đầu học buổi đầu tiên. Đấy. Tiên của giáo trình mình học về phiên âm. Thì đây chính là cái bảng phiên âm này. Đấy. Ở trên màn hình các bạn quay ngang ra. Đấy. Các bạn quay ngang ra này. Các bạn cầm điện thoại như này. Đấy. Các bạn quay ngang điện thoại ra. Xong nó xoay xoay cái màn hình ấy, để cho ngang màn hình ra. Các bạn chạm nhẹ vào thì tất cả cái màn hình ấy, nó sẽ đào ra hết. Đấy, đào ra hết. Hoặc ở cái phần tờ bảng phiên âm ấy có một cái tờ rời đấy, các bạn nhìn thấy có một cái tờ rời đấy. Mình gửi cho bạn ấy. Các bạn để cái tờ rời trước mặt. À, mình nhìn vào cái tờ rời đấy. Nhìn vào tờ rời nó sẽ to hơn, rõ hơn. Nhìn ở trên bảng này cũng được. Tại mình sẽ hướng dẫn ở trên cái phần phần bảng này. Các bạn bỏ điện thoại ra, quay ngang. Trước tiên các bạn quay ngang ra. Đấy, quay ngang ra. Chạm vào một cái, các bạn sẽ nhìn thấy tất cả những cái phần chữ nó sẽ đào to ở trên màn hình. Các bạn có thể cho hai ngón tay vào zoom. Zoom ở những cái từ đấy. Đấy, vì trong cái quá trình mình học, mình sẽ khoanh, đấy mình sẽ khoanh như vậy. Mình sẽ khoanh những cái đường tròn như vậy. Đấy. Cho nên các bạn zoom ra để nhìn. Mình sẽ chỉ những phần từ đọc. Đấy, trong quá trình mình học ạ. Và sau khi zoom xong ấy, thì các bạn chú ý này, ở cái phần góc ấy, nó có một cái hình người, có hình hình của mình ấy ở cái góc ấy, các bạn nhìn thấy chưa? Ở góc ấy, ví dụ như bây giờ đang đọc đến cái phần góc này chẳng, đấy, phần góc này chẳng, đấy, thì các bạn không thể nhìn thấy cái phần góc này, các bạn chạm vào cái chạm lấy ngón tay các bạn dí vào cái góc hình của mình ấy, xong các bạn kéo đi, kéo di chuyển đi, thấy chưa? Đấy, dí vào cái hình video của mình ấy. Các bạn chạm tay vào để xong kéo đi kéo lại, dê đi dê lại. Đấy, được chưa? Thúy làm được không? Ừ, đấy, có nghe nó sẽ bị vướng. Có phải quay ngang ra. Đấy. Em lại muốn chết luôn, đưa cái tay ra làm chết luôn. Ghi nắm được Muốn chưa? chết luôn ngồi. Đã được rồi. Đấy, còn bạn nào chưa chưa nắm được không nhỉ? Đấy, có nghĩa là trước tiên là mình phải hướng dẫn cho các bạn, giống như là tuy là một trên một cái điện thoại nhưng mà các bạn cảm nhận rằng đây là một lớp học gần như là trực tiếp ở trên lớp, giống như vậy, không đơn thuần chỉ là học trực tuyến, không đơn thuần chỉ là học online, mà giống như một cái lớp học. Thay vì lên bảng các bạn nhìn qua điện thoại rất là tiện, cực kỳ tiện lợi. Đấy. Thay vì mình phải đi lên lớp thì mình sẽ ngồi trực tiếp ở đây, các bạn có thể nhìn thấy mình. Đấy, mình nhìn thấy các bạn, tương tác các bạn, gọi các bạn, chỉ các bạn đọc từng từ một. Và có một ưu điểm lớn nhất đó chính là hàng ngày ấy, mình sẽ hướng dẫn và kèm cáo các bạn trên Zalo bất kỳ những cái khó khăn gì trong cái quá trình học tập và dịch thuật hàng ngày giao tiếp và phiên dịch ấy, thì các bạn cứ nhắn riêng cho mình, nhất là trong công việc ấy, hay là xử lý công việc ấy, thì mình sẽ trả lời các bạn qua Zalo hoặc là các bạn gọi cho mình những lúc mà gấp ấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đấy. Học tiếng Trung ấy, quan trọng là lúc nào cũng có một người luôn luôn là kèm cặp và hướng dẫn và dìu dắt mình trong suốt quá trình học để cho mình có một cái động lực học. Đấy mới là lúc rất là quan trọng. Đấy. Chứ nhiều bạn học cũng là học cùng với bạn đấy, nhưng mà khi mà học bạn với bạn sẽ có một cái khoảng cách không thể gần gũi được, hoặc là đôi khi mình không dám hỏi hoặc ngại hỏi. Tại quá là ok. Em học em qua đây 2 năm rưỡi, em gặp ba hai một thầy hai cô rồi chia tay. Em đi đẻ. Em đi đẻ bỏ 3 4 ngày cô đuổi học luôn. Ta lại đuổi. Đúng rồi. Em cũng không biết nữa,
em con nhắn tin em đi để rồi bỏ em kèm luôn. kèm cặp không còn không được sao lại đuổi, Đi phải hướng đẻ dẫn. rồi sao học? Đúng. Ngoài cái thời gian đấy ra thì mình vẫn sau khi xong là vẫn phải hướng dẫn lại chứ. Thầy cô đuổi học có ai biết ta, rồi xóa Zalo luôn ai biết. Nó lại không thể về được. Khổ thân, không có bao nhiêu tiền nhưng mà khổ thân, thầy là số 1. Không phải vậy, thực ra không phải là như vậy, phải hướng dẫn, phải kèm cặp, trong phải có cái trách nhiệm để hướng dẫn bất kỳ trong cái quãng thời gian nào em phải có hướng dẫn, phải có trách nhiệm chứ. Mình hướng dẫn rất là nhiều khóa này, khóa này khóa thứ 31, 32, có những 31, khóa tận 3 lớp. Lớp 10, 10, 19 giờ, 20 giờ, 20 giờ, 21 giờ, 21 giờ, 22 giờ. Rất là nhiều. Rất nhiều khóa. Những khóa trước có những khóa, nếu tính ra bây giờ khóa khóa thứ 34, 35. Và những bạn khóa trước ấy, bây giờ vẫn hỏi mình. Cái tất cả các bạn khóa trước bây giờ mình vẫn Zalo vẫn hỏi mình hàng ngày. Học tiếng Trung không thể một sớm một chiều được, mà là cả một cái quá trình học, kiên trì nữa. Vì mình học cả chữ phải kiên trì nữa. Mình hướng dẫn các bạn chịu khó cố gắng, sau này viết làm sao chữ nó, nắm được cái phương pháp và cách viết. Đấy. Cố gắng làm sao viết chữ đẹp nhất có thể. Mình cũng đang tổng hợp lại tất cả những cái kiến thức để hướng dẫn cho các bạn làm sao để các bạn dễ hiểu nhất, dễ hình dung nhất và nắm được rõ nhất và ham học nhất. Thì tất cả các bạn đa phần đều đi làm nhiều. Nay mình sẽ tìm hiểu sang phần đầu tiên. Đó chính là học về phiên âm. Học về phiên âm. Thì cái phần bảng phiên âm ấy, mình cũng đã gửi cho các bạn để cho các bạn xem qua trước. Xem qua trước, hôm nay mới đầu mình sẽ hướng dẫn và chị. Hệ thống bảng phiên âm tiếng Trung ấy, các bạn chú ý này, sẽ chia ra làm hai phần. Đấy, chia làm hai phần. Thứ nhất này, đây chính là phần phụ âm. Đấy. Đây là phụ âm. Đây là phụ âm. Phụ âm là phần đứng trước. Phụ âm là phần đứng trước. Đấy. Phụ âm là phần đứng trước. Và tiếp theo, phần bên trên này, đấy, chữ đỏ bên trên này. Đấy, kéo thẳng ra đây. Chính là nguyên âm. Đấy, là nguyên âm. Đấy, đây chính là nguyên âm. Và bên bên trên các bạn nhìn thấy, các bạn vừa nhìn vào trong vở ấy, các bạn vừa nhìn vào trong 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 điện thoại, các bạn vừa để một cái tờ bảng phiên âm mình gửi cho các bạn ấy, để đây này. Để trước mặt, để trước mặt. Để khi các bạn nhìn nhìn lên trên điện thoại và nhìn vào trong cái phần tờ phiên âm đấy, các bạn sẽ có một cái hình dung nó thực tế hơn đấy, và sẽ dễ đọc, dễ nhìn hơn. Đấy, điện thoại nó sẽ nhỏ, những bạn nào mà có máy tính thì nhìn sẽ to hơn, nhìn trực tiếp bảng phiên âm đấy. Đây chính là hệ thống. Và bên cạnh, có nghĩa phần trên đây chính là cái cách đọc đấy, cái cách đọc. Cách đọc này thì chỉ là tựa chứ không hoàn toàn giống 100%. Vì tiếng Trung nhiều từ khác với tiếng Việt. Đấy, cách đọc nhiều từ khác với tiếng Việt. Cho nên là những cái phần đọc này, nhiều bạn, trước có một bạn bảo là thầy ghi cái cách đọc này không đúng thầy.
Đúng rồi, cái phần này là âm bồi mình tự ghi, nó không hoàn toàn đúng. Quan trọng là khi mình đọc phát âm ra ấy, nó sẽ tựa như vậy thôi, tựa như cái âm vậy thôi. Quan trọng là khi bạn phát âm ra. Đấy. Trước tiên mình bắt đầu tìm hiểu này. Đấy. A, mình sẽ tìm hiểu về nguyên âm, mình tìm hiểu nguyên âm trước. Nguyên âm là phần đứng sau, các bạn chú ý nhé. Nguyên âm phần đứng sau. Mình sẽ tìm hiểu phần nguyên âm trước này. Rồi, trước khi tìm hiểu phần nguyên âm thì mình sẽ hỏi qua các bạn này. Tuyến là những cái phần này nắm được hết rồi đúng không nhỉ? Cái này em đọc được rồi. Tuyến trước là cũng học cái phần giao tiếp rồi, học qua cái giáo trình giao tiếp rồi. Sách sách Tuyến nhận được chưa? Ừ, em nhận được rồi. Đấy, sách chuyện giáo trình rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Vì giáo trình là mình gửi từ nhà sách, nhà xuất bản nhất là nhiều sách mình liên hệ với nhà sách Sài Gòn đấy, nhà xuất bản. Giờ mình chỉ lấy đấy thôi. Đấy, lấy nhà sách, những sách in đấy. Đấy rất là nhiều, mình lấy rất là nhiều. Những sách mà trôi nổi bán ngoài ấy, thì họ đóng hay bị lỗi, nó không đúng nét. Huyền xem qua cái phần video mà anh gửi chứ nhỉ? Xem này Có thể đọc được một số từ chưa? anh. Vâng, đọc Không đọc đọc được được đúng. một Rồi, đọc được số từ đúng không? Anh hướng dẫn thì còn đọc được rõ hơn nữa. từ. Vâng. Tiếp theo này. Thế Hòa, những cái phần này Hòa đọc được chưa? Bằng phiên âm này này. Thầy là em đọc được rồi. Cũng đọc được rồi. Vâng. Nhưng mà xem qua cái video anh gửi chứ nhỉ? Vâng, em xem qua rồi, với lại em cũng học thử mấy lần đấy. À, trước Hòa cũng học thử mấy lần rồi đó. Vâng. À. À. Cái câu chuyện học khóa trước của một bạn. À. Biết thế 2 năm trước em học. Biết thế 2 năm trước em học anh. Rồi đợt vừa rồi bắt đầu học. Đã bỏ phí 2 năm tiếc quá. Học xong học được một dạo, giờ nói tốt lắm rồi, nó tốt lắm. Có mấy bạn học khóa thứ hai đang chuẩn bị thi HSK3 thì mấy bạn lại bảo là thôi đằng nào cũng thi, thôi học đi thi HSK4 đi. Ừ thì học thi HSK4 để không thi HSK3 nữa mà thi HSK4. Vì khả năng bây giờ các bạn thừa sức thi HSK3. Tiếp theo là Thắm là bên học xong rồi đúng không? Cháu chưa, cháu vẫn đang đi học. Đang học, thế là thi xong rồi hay là như nào? Cháu mới thi xong ạ. Lắm là chữ khó học, chữ khó viết đấy. Đấy, những cái nét mà bác gửi ấy, thì cháu gửi cho bác để bác kiểm tra. Đấy, những chữ khó viết. Rồi. Tiếp theo này. A, nguyên âm A mình vẫn đọc là A. Đấy, A vẫn đọc là A. O mình đọc là O. O. E, E này mình đọc là ư.
ưa hay là ơ. Đấy, nếu mà có thanh điệu mình sẽ đọc là ưa, và không có thanh điệu mình sẽ đọc là ơ. Đấy. Tiếp theo e. Đấy. Mình sẽ đọc là e khi kết hợp với phồn y. Đấy. Thì e này mình sẽ đọc là ye. Ví dụ trong từ ye là ông nội đấy. Ye. Tiếp theo y này mình đọc là ư. Đấy, tại sao y này đọc là ư? Mà y này đọc là y. Y kết hợp với bảy phụ âm R, Z, C, S, ZH, CH và SH. Thì y sẽ đọc là ư. Đấy, y sẽ đọc là ư. Đấy, y sẽ đọc là ư. Và phụ âm đầu lưỡi trước Z này, C này và S này mình sẽ đọc là sư, có nghĩa là sư, lưỡi mình đẩy ra sát răng, mình sẽ đọc là sư, Z này, C này, S gì đấy mình sẽ đọc là sư. Đấy, đầu lưỡi trước và đầu lưỡi sau, có nghĩa là lưỡi uốn lên bên trên, uốn lên bên trên. Thì các phụ âm R, ZH, CH, SH mình sẽ uốn lưỡi lên. Ví dụ R mình cho R, đúng R, và chữ 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 CH chữ và SH chữ chữ uốn lưỡi lên. Đây là âm đầu lưỡi sau. Còn cụ thể vào trong cái phần lúc mình mời các bạn đọc là mình sẽ chỉnh cho các bạn. Tiếp theo ER đây là âm uốn lưỡi. Đấy, Trung Quốc hoặc ở hoa viện. Đấy, Trung Quốc gọi ở hoa viện âm uốn lưỡi ở hoa đấy, ở hoa r r r. Ví dụ như là 1 2 3 4 thì cái từ r này chính là số 2 r. Nếu đây là thanh thanh điệu thanh hai mình thanh bốn đấy mình sẽ đọc là r tựa dấu nặng, nhưng mà nếu mà là thanh một thì mình sẽ đọc là r r. Để khi đọc bình thường mình đọc sẽ đọc giống như thanh một r r. Từ này khó quá các bạn có thể đọc là ơ cũng được, nhưng mà đọc chuẩn phải đọc là r. Tiếp theo ai 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 vẫn đọc là ai ai. Đấy, ai ei mình đọc là a a a a đấy, a ao ao đấy. Từ ao ao này mình vẫn đọc là ao 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 ao. O u này mình đọc là o o o đấy. An an đấy. Mình vẫn đọc là an an. En en mình đọc là ân ân. An ở an vẫn đọc là an an an. En ở en đọc là ân ân. Đấy. On ở on mình đọc là ung ung ung. Đấy. Y mình vẫn đọc là y y y y. Và ia, đấy, chú ý ia, ia mình sẽ đọc liền, từ này mình đọc liền, ya, 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 ia đấy, ya, ya, iao, mình đọc là, yao, 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 đấy, ie mình đọc là, ye, 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 ye. IU từ này đọc là yêu, giống từ yêu yêu vậy, yêu 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 yêu. Đấy. IAN thì mình đọc là yen 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 yen. IN in vẫn đọc là yên 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 yên. IAN ở an mình đọc liền yang 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 yang.
yên ở yên mình đọc là yên 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 yên, y on ở on đọc là dung dung dung. Từ này u, chú ý này, u mình vẫn đọc là u nhé. Đấy. U này vẫn đọc là u. Tại sao u này đọc là u mà u này đọc là duy? Chú ý này, mình giải thích này. Từ u này mình đọc là u, còn u này mình sao còn duy? Tại sao u này đọc u mà u này đọc duy? Chú ý này, u khi kết hợp với phụ âm này z này, q này, x và y mình sẽ đọc là y y y đấy. Còn u kết hợp những phụ âm này mình vẫn đọc là u. Đấy, kết hợp phụ âm này vẫn đọc là u. Đấy, ví dụ tu phu thu này, nô lô lô này, duy nhất hai phần này này các bạn chú ý. Duy nhất hai từ nu và nui và lu và lui là phân biệt. Nếu như u có hai dấu chấm, đấy, u có hai dấu chấm, nu này, của bên n kết hợp với u mà u có hai dấu chấm trên đầu như này, thì từ này mình sẽ còn nui, đấy, từ sau còn nui. Và phụ l kết hợp với u ấy, nếu như có hai dấu chấm trên đầu từ lu này thì mình sẽ đọc là lui. Đấy, có hai dấu chấm trên đầu đọc lui, và không có hai dấu chấm thì sẽ đọc là lu. Tương tự ví dụ từ nu này nếu có hai dấu chấm thì sẽ đọc là nui, và không có hai dấu chấm thì sẽ đọc là nu. Đấy. Tương tự lu cũng vậy, có hai dấu chấm thì sẽ đọc là lui, và không có hai dấu chấm thì sẽ đọc là lu. Duy nhất hai từ này có từ hai dấu chấm ở trên đầu chữ u để phân biệt lu và lui, duy nhất hai từ này. Đấy, các bạn chú ý này. Tiếp theo này, ua mình vẫn đọc là ua, mình đọc là qua 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 qua, ua mình đọc là qua qua. Đấy. Còn uo, cái từ uo này này, uo từ này mình sẽ đọc là ua ua ua. Đấy. UAI từ này đọc là Y Y Y Y. Và UE từ này mình sẽ đọc là Quay 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 Quay. Và tiếp theo này, UAN bên này cũng UAN. Khi nguyên âm UAN kết hợp những phụ âm này toan, thoan, loan, loan thì vẫn đọc là oan. Còn kết hợp với bốn phụ âm này Z này, Q này, X này và Y này mình sẽ đọc là yuan. Đấy, tại sao cái phần này mình sẽ ghi chú và để riêng phần màu đỏ như vậy. Mình sẽ đọc là yuan. Khi kết hợp những phụ âm này mình sẽ đọc là yuan. Thì trong cái quá trình mình học ấy, sẽ có những cái ví dụ cụ thể trong phần bài. Lúc đấy các bạn sẽ nắm rõ hơn và ghi rõ, ghi nhớ lâu hơn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn là các bạn, à, những từ này kết hợp từ này nó sẽ là như vậy. Đến lúc mà có những ví dụ mình chỉ nói qua là các bạn có thể nhớ được. Đấy. Tiếp theo này, UN, đấy, nguyên âm UN bên này UN, đấy, UN phần bên này mình sẽ đọc là UN, đấy, UN mình sẽ đọc là UN. Đấy, còn bên này mình sẽ đọc là UIN. Tương tự khi bốn phụ âm Z, Q, X, và Y kết hợp với nguyên âm UN này thì mình sẽ đọc là yuin yuin yuin, ví dụ như chuyên chuyên xuyên và yuin. Còn khi nguyên âm UN kết hợp những các phụ âm này tuân này, thuân này, luân này, quân khuân mình vẫn đọc là quân. Đấy. Mình vẫn đọc là quân. Tiếp theo này, UANG từ mình sau là quang 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 quang. U này mình đọc là duy
duy duy duy à, từ nào còn duê 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 từ nào xong rồi duan duan và từ này mình đọc là duyên duyên à. Các bạn nghe mình đọc đọc qua một lần a o ơ ye ư r i a o o an ân ăn ưng ung y ya yao ye yêu yên yin yang yin yung u wa wo wai wei wan quân quang duy duê duyên duyên tiếp theo nào tuyến nào tuyến đọc qua nào Em đang đi xe, em đang đi ra ngoài chưa đọc được đâu thầy. tiếp nào Huyền nào á xuyến nào Huyền đọc nào Vâng. A u ơ e ư ơ Ờ. ai ơ ai ai ao âu an ân an ân Ừ. ung y ya Đúng rồi. eo Giao. Giao. eo eo ya Yeah. Em ghi à? ya Y em mình đọc là yeah. Yeah. và ya yêu yên zin giang zin dung u oa ua oai oai oan un Quân. oang un oang Ừ. duy duê duyên duyên Ừ, đúng rồi. Khoa nó. Khoa đọc nó. Khoa đọc trước nào. Vâng, thưa thầy đọc bài ạ. A Ừ. u ư ye Ừ. ư ơ ai ây ao âu Ừ. an ân an ông Đúng rồi. ung y ya yao ye yêu Ừ. yên yin yang yin Ừ. dung u hoa Ừ. Ua. hoa Qua cho nên ua. hoa hoa ua Ừ. oai uê oan un oang duy duê duyên duyên Ừ, đúng rồi. Tiếp theo nào. Ý hả? Thúy đọc nè. Thúy bật mic nè. Thúy đọc phân âm nè. con em khóc Đọc đúng không? Thắm nào. a ua Ừ. ưa ye ư ơ ai ây ao âu an
ân ăn ân ung y Cho anh ia. xíu, cho anh xíu. Rồi, tiếp tục nào. Reo ia yêu Giang, giang dinh Diên, dinh Giang giang dinh Diên, giang Giang, dinh Diên, dung u ua Qua. qua ua oai quay oan quân quang duy duê duyên duyên Duyên, 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 tiếp theo nào. Đi ghép vần đấy các bạn. Chú ý là ghép này, phụ âm mờ. À, phần phụ âm và nguyên âm các bạn chỉ cần gióng xuống. Đấy, các bạn chỉ cần gióng xuống. Đấy, hàn nghe tiếng chưa? Hàn nghe tiếng, chạm vào cái phần mic, mất cái gạch chéo là được. Hàn nghe tiếng nhỉ? Có phần micro ấy, chạm vào đấy, nó mất cái gạch chéo đi. Đấy. Bố đang dạy học con. Ví dụ như phần ghép vần này. À, chữ phụ âm m chẳng hạn. Phụ âm m chẳng chữ từ này đi. Từ phụ âm m này. Ng này. Từ này chẳng hạn. Thì mình sẽ đọc như nào? Để các bạn bắt đầu tra. Cái phần bảng mình gửi cho các bạn này là sẽ đầy đủ tất cả, nằm hết trong cái phần bảng đấy. Các bạn chỉ cần dựa vào cái bảng đấy có thể tra bất kỳ từ nào bằng tiếng Trung. À, ví dụ như phụ âm m kết hợp với lại nguyên âm e ngờ en, từ này mình sẽ đọc là mâng. À, tại sao? Thứ nhất là phụ âm m mình vẫn đọc là m đấy, en ở em, từ en ở em mình sẽ đọc là ân, en ở em sẽ đọc là ân đấy. Từ này mình đọc là mân, 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 en mình sẽ đọc là ân, mân. Huyền nào, Huyền đọc từ này là gì? Huyền đọc nào. Mi Mi, mi, mi mi. mi Từ này. phần Đúng rồi, phân cũng chính xác đấy. Đấy, nắm được cái ghép rồi đấy. vâng Em bé nào được cái nào tiếp theo từ từ này. Pian thờ biển pian. biển Đây là mình chưa tìm hiểu về cách đọc về phần phụ âm, mới tìm hiểu nguyên âm thôi. mà Tiếp theo là hòa nào, hòa đọc từ này xem nào. Từ này đọc lấy nào. pole Hòa nắm được đấy. Từ này. đeo Đeo, chính xác. Hấn hảo. Đấy, vậy thôi. Đấy. Thắm nào.
Từ này đọc là gì? Thắm đọc được từ này Cháu không? Ừ. I-A-O. Mình đọc là yao. Đấy, phụ âm giờ này. Mình đọc là tờ. Vậy từ này mình đọc là teo. Teo. Tèo. Teo. Đấy, mình Tèo. đọc là teo. Tiếp theo nào. Tuyến Thúy đọc được chưa? Hay là cháu đang bận? Quay quá trời luôn. Rồi. Chút nữa mình sẽ gửi cái phần bài tập lên nhóm. Đấy, để cho các bạn làm. Để cho các bạn làm. Và giờ tới thì mình vẫn tìm hiểu phạm phiên âm và làm phần bài tập. Rồi, thì hôm nay lớp mình ôn vậy thôi nhá.